Vào giờ học, điểm danh. Nguyễn Thị Long Lanh Kiều Nguyễn Ánh. Có. Nguyễn Thị Long Ánh Lệ Tràn Mi. Em. Nguyễn Thị Lò Tôn. Lò Tôn. Mánh này ạ. Biết ngay mà, sinh viên bây giờ nghỉ nhiều lắm. Đỗ Hoàng Thoa. Có thế ơi. 20 minutes later. Điểm danh tiếp. Ngồi lên, ngồi lên. Nằm nữa rồi điểm danh thế này. Sông Song Sương. Có không? Pumelata. Có không? Mình xin tôn hề. Có không? Thầy ơi, hình như nhầm lớp rồi ạ. Later. Xe đây. Điểm danh lần cuối. Thầy chào các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài triết học. Triết học là một bộ môn nghiên cứu về con người, thế giới quan, vị trí con người trong thế giới quan. Tôi xóa bảng nhá. Chào các em, cô là Phương Anh, giảng viên mới của môn tâm lý học. Và sau đây thì cô sẽ giới thiệu một chút về bản thân. Cô sinh năm 91 và cô vẫn chưa có người yêu. Cô, em cũng chưa có người yêu này cô. Mà em sinh năm 87. Chặt tu. Các anh chị đang làm gì đấy? Các anh chị nói chuyện ở trong giờ học à? Ôi tôi không thể hiểu được cái lớp này nó suy nghĩ gì nữa. Tôi đang giảng bài mệt rã rời đây. Mà các cô cậu có thể ngồi dưới các cô cậu nói chuyện được. Cái cô kia. Ôi dồi ôi, là một người sinh viên tại sao cô có để mặc váy ngắn thế kia? Cô có biết trường này không cho mặc váy ngắn, chỉ cho mặc quần không? Cô biết cô mặc váy ngắn này, học sinh của tôi, sinh viên của tôi học sao được, mà tôi dạy sao được, hả? Thầy, trường vẫn cho mà thầy. Ôi dồi ôi, lại cái. Đưa thẻ sinh viên đây. Ôi dồi ôi, mặt già này, khác mặt thế, khác ngoài đời thế. Sinh viên ở hộ đúng không?